chứ tất cả sau khi chúng ta ra đi thì chỉ có là nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của đem rài hậu non. Dạ đúng rồi, chỉ có tội phước hỡi còn, đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài, nhưng mà phước nhiều tiên cảnh nên rài, tội nhiều xa độ nhiều ngày thẩm thê. Cuộc sống con người chỉ có đem theo, chỉ có tội và phước mà thôi. Còn tất cả trên thế gian, Đức Thầy cho biết là trên dương thế hữu hình tất quại, có sanh ra khổ hải đâu chừa, hay hoặc là gẫm cuộc thế chẳng qua tuồng mộng ảo, cuộc tri quan thường với khách tài qua. Cho nên tất cả thế gian Đức Phật cho biết là nhất thiết hữu quy pháp. Trong kinh Kim Cang Đức Phật đã có dạy cho chúng ta là như mộng nguyễn bào ảnh, như lộ việc như điển ưng tác vô thị quán. Có nghĩa là Phật rằng muôn vật trên đời dĩ như xương bọt giữa trời dễ tan, chim bao điện chớp tiếng giang dĩ như thân xác hơi tàn. Trên đoạn đường đi ngồi xe xuyên suốt 3 tiếng đồng hồ. Trên xe khách trên xe là uống mỗi người là 2 lần, tại vì đi nửa đoạn đường là nó hết thuốc, cái uống thêm quận nữa. Tại vì thuốc là thuốc chống ói, tại vì xe đoàn đi rồi chắc cũng đi xe cũng quen, cho nên là đi mỗi đoạn đường phải uống thuốc để chống ói. Nhưng mà cuối cùng vô tới ngay gốc xài đó là bắt đầu hết chống được rồi, không còn chống được. Và cho nên sau khi hai phái đoàn của như má 10 và anh nghệ sĩ Châu Thanh được trở về núi, lâu lâu trở về đây để an dưỡng trong khi một cái thời gian khí hậu chỉ có một đêm thôi quý vị. Tại vì anh ba thì rất là kẹt xô, rất là đông, cho nên nhân ra một cái thời gian để đến núi trước là thăm viếng tất cả những cái vị tu sĩ trên non núi. Và thứ hai đi cùng với má 10 để tạo duyên. Nghe nói đâu Thanh Hòa đã có một cái khu vực đất để tạo cho cái quang cảnh, cho những cái người có tâm lành trở về đây để tu thân hành thiện là cái điều rất là quý báu. Mà Đức Thầy cho biết là tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếm niên khùng, hay hoặc là đời cùng tu gấp kịp thì, hay hoặc là đời cùng còn chẳng mấy năm. Tức là trong một cái giai đoạn này chúng ta tạo một cái duyên cảnh để làm sao kịp một cái thời kỳ để chúng ta tu tập là cái điều rất là quý báu. Cả sau khi chúng ta ra đi thì chỉ có là nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của đem rài hậu non. Dạ đúng rồi, chỉ có tội phước hỡi còn, đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài, nhưng mà phước nhiều tiên cảnh nên rài, tội nhiều xa độ nhiều ngày thẩm thê. Cuộc sống con người chỉ có đem theo, chỉ có tội và phước mà thôi. Còn tất cả trên thế gian, Đức Thầy cho biết là trên dương thế hữu hình tất quại, có sanh ra khổ hải đâu chừa, hay hoặc là gẫm cuộc thế chẳng qua tuồng mộng ảo, cuộc tri quan thường với khách tài qua. Cho nên tất cả thế gian Đức Phật cho biết là nhất thiết hữu quy pháp. Trong kinh Kim Cang Đức Phật đã có dạy cho chúng ta là như mộng nguyễn bào ảnh, như lộ việc như điển ưng tác vô thị quán. Có nghĩa là Phật rằng muôn vật trên đời dĩ như xương bọt giữa trời dễ tan, chim bao điện chớp tiếng giang dĩ như thân xác hơi tàn. Tất cả cũng như nghệ sĩ Châu Thanh đã cũng hiểu được cái chân lý Phật Pháp, thế mà buông bỏ hết tất cả để trở về trên một cái con đường tu tập của mình. Còn cuộc sống còn thể xác, nhưng mà linh hồn sau khi thể xác đã vùi sâu vào ba tấc đất, dùng đất lạnh, thì còn linh hồn lại, chúng ta có cái thân khác. Cái thân đó là cái thân liên qua, cái thân đó là cái thân trên cảnh giới Niết Bàn, cái thân đó là tùy theo phước báo của chúng ta để gieo tạo. Thì thưa quý vị, tóm lại là hôm nay rất hân hạnh và được đón tiếp anh ba nghệ sĩ Châu Thanh đã được đến nơi cái vùng núi Ngũ Hồ Sơn, nơi của Thanh Hòa. Vậy thì tiếp theo xin kính mời anh ba cũng có đôi lời chia sẻ với bà con ha. Anh là xa em nhiều á, anh từ cầm luôn ha, cầm ha. Rồi. Châu Thanh thì hôm nay có duyên được gặp lại tất cả các huynh đệ, những người em mà Châu Thanh đã gặp gỡ một lần, nhưng mà làm như là chúng ta đã quen nhau từ lâu lắm. Bởi vì có câu mà Châu Thanh cũng thuộc lòng đó là mỗi người mỗi nước mỗi non, khi vào cửa đạo như con một nhà. Thì rất là yêu mến những người em tuổi trẻ mà lại hướng tâm theo con đường để tu học của Đức Phật, Đức Thầy đã chỉ dạy. Anh biết Hòa ngày xưa là chiến sĩ, giờ là tu sĩ. Còn em là bây giờ trở thành một cư sĩ rất là quý. Được hành ngộ với tất cả các huynh đệ ở nơi miền quê sông nước của chúng ta, ở tại Long Xuyên. Tất cả các em rồi hôm nay thì có duyên. Anh đi cùng má 10 với lại bà xã anh là Ngọc Quỳnh Châu từ Mỹ về.
Nghe anh kể về các em thì các bạn bà xã thích lắm. Nói với là đặc biệt là kể về nơi cái sơn thủy hữu tình này. Quá tuyệt vời. Thật sự thì anh cũng đã đi nhiều nước và nhiều cảnh đẹp ở nơi trên thế giới, nhưng mà về đất nước mình anh thấy đến nơi nào cũng phải nói là không phải là nước mình, không hiểu hiểu là mình thích hay sao, mà không phải, chắc là không phải vậy đâu, như ta cái gì đẹp thì mình thấy nó mình phải nhớ nhớ và quý, nhất là hướng về tâm linh thì nơi đây thì quá tuyệt vời. Không cảnh nó yên tĩnh, rồi mỗi sáng thì ở đây thì được trời se se lạnh, tuyệt vời lắm. Buổi chiều thì gió mát xì xào. Hồi chiều anh đến đây lúc trời đang nắng, mà cũng có đón nắng này nha, có nắng nữa, nhưng mà sau khoảng 5 giờ là anh thấy không khí rất là dịu dàng, mát mẻ, làm thấy mình thấy thích lắm. Rồi anh được duyên là má 10 muốn về đây trong những ngày sắp tới để cùng bên cạnh tất cả các em, tất cả các huynh đệ. Anh cũng vậy, anh thì cái người được ăn theo thì má 10 thường, anh có duyên được gặp má 10 cũng nhiều năm rồi. Thì bây giờ má 10 thích ở đây, rồi em lại có một người em kết nghĩa là Hân, tên Hân, nhưng má 10 đặt là Minh Khai. Thì cũng thích ở nơi đây và hy vọng là chúng ta sẽ đủ duyên để rồi một ngày nào đó đó, khi những ngày mà anh không có đi diễn đó, thì anh sẽ trở về đây cùng với các em mỗi sáng để chúng ta lễ thầy lễ ha, rồi chúng ta cùng những thời kinh mà các em sẽ hướng dẫn cho anh. Anh thích lắm, nãy mới lên là anh đã lễ thầy rồi đó. Anh có đem thứ áo tràng rồi đàng hoàng nha. Về chùa thì phải mặc áo thi chùa, đúng không? Đó, vì vậy cho nên thì cái duyên gặp gỡ này, anh chúc sức khỏe cho tất cả các em mãi mãi khỏe mạnh và trên bước đường tu luôn tinh tấn, để không phụ lòng của Đức Phật, Đức Thầy đã truyền giáo pháp lại, đã mang cái giáo pháp cho chúng ta, để chúng ta trở thành một con người hữu dụng của xã hội và làm cái gì đó tốt đẹp để y giáo lời phụng hành của Thầy đã dạy cho chúng ta. Chúc sức khỏe, chúc sức khỏe. Nam mô Đức Phật. Dạ, cho em xin hỏi anh một câu như thế này, tại vì anh vừa qua nói là đi rất là nhiều nơi, rất nhiều cảnh, nhưng mà hầu như là anh thích về cảnh núi non là nó như thế nào mà anh thích vậy anh? Theo anh thấy thì tại vì anh tâm gặp linh thì anh thấy ở cái vùng thiên núi thiên này thì phải nói mình nói chơi ở đâu có thể được. Nhưng khi đến rừng núi không được mà thốt ra những cái câu mà nó không có thành bạch ha, không có tốt thì không hay rồi đó. Cũng như hôm trước anh đến trong cái chuyến đi 5 ngày về nơi bảy núi thì khi đến núi Cô Tô của Chúc Ba Bá, của thầy Bá, ông thầy mà có bộ râu đẹp như ông tiên vậy. Đâu ông thầy chúc ông thầy. Thì anh được nằm nghe kể lại cái tảng đá rất đẹp dài thế này ở sau chùa của thầy Ba Bá. Thì nghe anh hỏi thăm, anh nghe lại những người đó kể chứ không phải thầy kể, nhưng nói tượng đá này hồi đó thầy Ba Bá tính là điêu khắc một cái thần tướng của Đức Phật nằm. Lúc Đức Phật nhập Niết Bàn đó, nhưng mà không được phép, tại vì khi đến với cửa Phật, đến với tất cả gì thì chúng ta phải tin tưởng vào ở nơi tâm linh, nếu mà không nghĩ đến tâm linh thì nó rất là không tốt. Vì vậy cho nên mình nghĩ đến tâm linh, mình mới hướng về tâm linh và mới thành kính mà mới yêu quý các đấng thiêng liêng, mình mới đến được. Thì nghe kể lại rồi, chính em là cái người mà bạn em nói là thấy trên tảng đá có một mặt tượng, cái người mặt luôn. Người phải không? Dạ đúng rồi. Rồi kêu em lợi thì tặng tượng người mất tiêu. Rồi hồi lúc nãy thì anh gặp Tướng Dũng có cho anh coi cái, Tướng Dũng nghe anh nói câu chuyện của em á. Thì anh nói nơi núi thiêng á, nhất là chúng ta có những cái sự thiêng liêng nó lạ lùng, không thể nói được. Bởi vì sao, những người tu ở đây thì quý vị biết rồi, nơi rừng thiêng mà bao giờ cũng có những ông dài, ông ngắn, đủ thứ khác, thú dữ ha. Nhưng mà khi người tu hành đến thì, ủa sao, là những người bạn. Tại anh cũng có được duyên quen với quý thầy mà tu trên núi á. Rồi ông nói có nhiều khi những ông dài ra giống như bạn, họ nói chuyện nhau bằng tâm linh.
Đó là thầy ở trên Tân Biên, thầy ở thầy đó tu ở trên núi núi Tây Ninh từ nhỏ tới lớn á. Thầy nói thầy sau đó đâu biết non núi là gì, tự nhiên khiến xui cho cái duyên thầy về đó. Đó rồi cái bà thầy ở núi từ cũng bao nhiêu năm á. Mà thầy kể lại cho anh nghe những câu chuyện đó. Rồi phải nói là kể rồi về lại câu chuyện của nơi thầy Ba Bá. Thì hôm nay hồi nãy lúc nãy Tuấn Dũng cho anh coi bức cái tấm ảnh mà của thầy Ba Bá chụp. Chụp như là tự chụp á, tự sướng, gọi là tự sướng. Thì ủa tự nhiên phía sau sao có hình một cái ông già. Nó quý vị thấy lạ không? Tuấn Dũng á. Chút nữa cho em kêu Tuấn Dũng cho em coi. Á lạ luôn mà tối là ủa sao có ai đâu mà núp, mà ở chung quanh của thầy Ba Bá có ai đâu mà tóc râu dài đâu. Mà tự nhiên thấy có ông, cái ông râu dài mà râu đen mà cái mặt đẹp lắm, phung phí lắm. Đó là những câu chuyện về tâm linh. Hôm nay thì anh thì không có ở trên đường núi nhiều, nhưng mà anh thì thích được nghe và thích tìm hiểu nhiều. Hôm nay thì anh kể lại về cái điểm hạnh phúc của anh và mỗi khi mình được đến, bởi vì trong cuộc sống anh là nghệ sĩ mà nó rài đây mai đó rồi nó cũng vào cũng không khí nó nhộn nhịp lắm. Đây thằng nãy giờ mới xuất hiện đây, đây ông tiên tới rồi. Thầy giờ bữa nào thầy dạy con ca nha. Ai với được Phật rồi nhớ thầy dạy cho Thanh tụng kinh. Tại vì thầy Châu Thanh thì kêu mình bằng sư bá, thì nếu trường hợp nói về tu hành hay này kia nọ thì mình cố gắng mình ráng cố gắng hành trì. Còn nhưng mà kêu lại thầy Châu Thanh là tại vì thầy Châu Thanh hứa có mai mốt dạy cho mình ca cho đúng nhịp. chứ hồi xưa là ca đúng nhịp đó, bây giờ quên rồi. Không có nhiều nữa. Rồi nói tiếp. Xin lỗi. Thì câu chuyện là như vậy đó, sư bá. Vì mới biết được câu chuyện là sau tấm ảnh của sư chụp thì tự nhiên sau có một cái hình của một cái ông già. Ông già đâu? Râu đen. Mình thầy sĩ đức thầy An thì râu trắng, con này nó lại râu đen, mình không biết cái người chỗ thiên đó là ai. Nhưng mình thấy là nơi rồi rừng non rừng thiên là coi như là rất nhiều thiên liên. Bởi vậy nên hôm nay chúng ta được hành ngộ nơi đây đó là một cái duyên. Đúng rồi, cái duyên rất là lớn. Thì không có gì hơn là cầu chúc cả nhà mình luôn luôn sức khỏe và hạnh phúc. Nam mô Đà Phật, kêu nhau vỗ tay. Thì theo đức thầy cho biết là khí thiên liêng sông núi nhiễm màu ung đúc giống anh hùng giang bốn biển. Tại vì ông Trạng Trình đã cũng cho chúng ta biết rồi, gọi là Bắc Hữu Kim Thành Tráng, Nam Tạc Ngọc Bích Thành, Hòa Thôn Đa Phiển Thệ Một Giải Dục Nhân Canh, tức là miền Bắc nó rất là cứng rắn như một thành vàng thiết ngọc. Nó quý, nó cứng gì đó. Nhưng mà bên trong này đó, ở miền Nam đây, nó quý giống như ngọc bích của họ Hòa ngày xưa. Và quý vị mình thấy là cho nên tất cả 9 đời chúa và 13 đời vua trong đất nước Việt Nam, của đất nước Việt Nam chúng ta, gọi là ở trên đó, gọi là có Thất Sơn, ở dưới là có dòng sông Cửu Long. Gọi là ông Trạng Trình đã cho biết là Sơn bất tại cao, hữu tiên tất danh, rồi thủy bất tại thâm, hữu long tất linh. Tức là ở trên núi không cần cao, mà miễn có tiên là núi có tiếng. Nước không cần sâu, có rồng là nước linh. Vậy thì trên núi dùng bảy núi này đó là năm vị Phật ra đời. Kể từ Đức Phật Thầy Tây An, Đức Bổn Sư, Đức Phật Trùm Sư Giải Bắn Khoai, và sau cùng tới Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo, là năm vị Phật ra đời. Và bên cạnh dòng sông chúng ta có dòng sông Cửu Long là chính rồng luôn, cho nên rất là quý báu. Thế mà tất cả những cái anh em cũng như từ xưa đến giờ, những vị tiền nhân đi trước và tất cả những vị chứng đắc thì lựa nơi dùng núi Thất Sơn. Rất là quý báu. Thì tiếp theo Thanh Hòa là đại diện nơi am trại, cũng có đôi lời gửi đến cho cô bác bà con ha. Kính mời hiền đệ. Lâu lâu đón tiếp rất là nhộn nhịp ha. Vâng, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Thì kính thưa sư huynh ba Châu Thanh cũng như cư sĩ Thanh Hậu và sư bá, cũng như toàn thể tất cả các cô chú chư quý đồng đạo có mặt hiện diện kính mến. Thưa quý vị, thì hôm nay là cái ngày 29 tháng 2 nhâm dần, cũng là cái duyên lành hết sức quý báu lớn lao được hội ngộ là anh ba Châu Thanh cùng với bà xã là gia đình cùng với má mừ với tất cả đoàn thể trong cái đồng đạo bổn đạo, để rồi được cái nhân duyên về đây thì chúng tôi rất là cảm kính, rất là vui mừng để rồi đón tiếp phái đoàn về đây với một cái tinh thần hướng về vùng đất tâm linh, hướng về vùng đất Thới Sơn,
vướng về đến cái sự giác ngộ để tu hành. Thì hôm trong thời gian qua được anh Châu Thanh đến đây một lần và có một cái thiện cảm, cái nhân duyên, cái thiện duyên đó nó được kết nối hôm nay đến đây một cái lần này. Phải nói là một cái điều mà chúng tôi đã cảm nhận là anh Ba mặc dù là một cái vị nghệ sĩ suốt cả một cái cuộc đời để rồi phụng sự cho xã hội, cho đồng bào và cho tất cả quốc gia ở nhiều nơi. Tuy nhiên thì anh cũng đã cảm nhận, trải nghiệm dài với cái sự sống của cuộc đời và né đạo. Do vậy thì anh cảm thấy tuổi đã xế chiều, mặc dù là vẫn còn phụng sự cho cái nghề nghiệp. Tuy nhiên luôn luôn lúc nào anh cũng có một cái tâm hướng về đạo đức, hướng về con đường giác ngộ tu hành của chính mình. Vì vậy mà anh rất là thích khi mà về với cái vùng đất tâm linh, nhất là ở nơi đây. Thì anh có cái định hướng những cái thời gian nào mà trống, vắng, rảnh là anh sẽ về đây để rồi nương tựa với huynh đệ, với đồng đạo của chúng ta để rồi gần gũi, thân thiện và đồng hành, tu hành cho đến ngày cái viên mãn giải thoát. Thì nơi đây chúng tôi xin đại diện cho nơi trại cốc của đồng đạo xin chân thành đón tiếp mừng đoàn của Má Mư, của anh Châu Thanh cũng như Sư Bá và tất cả quý cô bác chưa đồng đạo của chúng ta. Hôm nay được hội ngộ như thế này thì cái lời mà chúng ta chúc mừng, chúc tụng đó là chúc cho anh Ba Châu Thanh được hướng về cái con đường lành và tinh tấn tu hành, mau đắc thành đạo quả. Bởi vì ở đây thì tất cả chúng ta ai ai hầu hết cũng đã cảm nhận thấu triệt, hiểu rõ được cái giáo lý của đạo Phật, cái giáo lý của Đức Thầy. Do vậy mà giờ phút này thì chúng ta đã nhìn chung trên toàn thế giới, nào là chiến tranh, dịch bệnh, rồi nạn tai dồn dập xâm lăng còn chi, hầu như là tất cả chúng ta đã cảm nhận được cái thời vận nó đã mỏng manh rồi. Và đạo lý thì chúng ta đã biết hết rồi, chỉ còn có một điều là hành trì thôi ha anh Ba. Chỉ còn một cái điều sau cùng đó là thực hiện công phu tu trì thôi. Thôi thì mời chị Ba ha. A Di Đà Phật. Dạ, dạ, mời Ngọc Quyền Châu ngồi đứng kế anh Ba. A Di Đà Phật. Thôi thì tiếp nối theo cái lời nói hôm nay thì cũng được đại gia đình anh Ba, chị Ba là một cái đại gia đình từ anh chị Ngọc Quyền Chân Châu, Ngọc Quyền Châu từ ở Mỹ phải tranh thủ sắp xếp về đây đi cùng với anh Ba để cảm nhận cái không khí trong lành và mát mẻ trong cái vùng Thất Sơn, đặc biệt nơi đây là Ngũ Hồ Sơn. Thôi thì giờ đây chúng tôi có vài lời mời chị Ba có cái ít là phát biểu cảm nghĩ gì khi mà đến lần đầu tiên nơi cái vùng Thất Sơn, cái vùng núi mát mẻ như thế này. Xin mời chị Ba. Thấy buồn không? Thấy vắng quá vậy. Dạ. Dạ, đầu tiên thì cũng cầm tay để nói cho mình. Đầu tiên xin chúc sức khỏe cho má mười cũng có đây. Dạ. Cùng quý đồng đạo có mặt hôm nay nhiều sức khỏe, tinh tấn tu hành và thật là nhiều an lạc. Dạ. Thì cảm nghĩ của Ngô Vị Châu là lần đầu tiên đi về núi Ngũ Hồ Sơn. Dạ. Rất là lớn thanh thản, rất là vui và hạnh phúc khi mình được tới cái vùng đất, cái vùng núi thiêng liêng này. Đồng Quyền Châu biết là cái vùng núi này có nhiều bí ẩn, huyền bí, là gì, năm giếng nước trời á, nhà Ngũ Hồ Sơn. Đó là coi như là mọi cái công việc, mọi cái buồn vui của sự đời làm gì nó tan biến trong những cái giờ phút này. đó là cái điều hạnh phúc. Thì Ngọc Quyền Châu được tới đây và mong rằng sau này có duyên sẽ tới đây nữa. Thì người ta nói đồng vợ đồng chồng thì tác biển đông cũng cạn, mà không đồng vợ đồng chồng tác cái mương lạng cũng không xong. Thì nghệ sĩ Châu Thanh mà được cái tinh thần bên Phật Pháp là bên cạnh là có một vị rất là quyền lực phía sau ủng hộ. Nghe anh kể phía sau ung đúc kêu bằng ủng hộ tinh thần cổ vũ, cho nên anh mới trải qua thành công rất nhiều về vấn đề đời và đạo. Thay lời cho bà con một lần nữa xin cầu chúc cho gia đình của anh chị luôn luôn được thành công tốt đẹp và trên con đường tu thân hành thiện, và chương trình đời cũng vậy luôn, thành công. Nam mô Đà Phật. Xin chương trình tiết mục của chúng ta đến đây xin được tạm dừng. Và xin cuối lời chúc phúc cho toàn thể tất cả quý vị mình có mặt ở đây luôn luôn lúc nào cũng sức khỏe dồi dào, tinh thần lạc, và luôn luôn cùng nhau tinh tấn tu hành
sớm đắc thành đạo quả. Trước khi dứt lời mời chưa bây giờ thanh hòa xong rồi tới còn sư bá chưa xong. Sư bá nó giờ đứng cười hoài chưa nói giờ phải nói cái rồi để Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sơn Thị Hương Phật. Nam mô Đức Thầy Cảm ứng Chứng Minh. Ngày hôm nay là rất vinh hạnh được đến tham dự một cái buổi họp mặt, trong đó có đoàn là Má Mười là người đại diện, và đặc biệt là có nghệ sĩ Châu Thanh cùng với phu nhân của nghệ sĩ Châu Thanh là Ngọc Quyền Châu đến đây. Thì mình đến đây tham dự thì cũng rất mừng, nhưng mà khi rất cảm động khi nghe nghệ sĩ Châu Thanh, thầy Châu Thanh có nhắc lại cái chỗ núi Cô Tô của mình, suối Vàng của mình, có những cái điểm đặc biệt. Và đặc biệt là nghệ sĩ Châu Thanh có nhắc lại là nói mình hồi xưa là một sĩ quan công an, và cuối cùng là trở thành một danh nhân thành đạt có tiếng, và cuối cùng mình lại bỏ hết tất cả mà trở về đây thì núi tu hành. Thì thật sự mà nói là cái sự tu hành nó rất nhiệm màu và đạt được rất nhiều kết quả, những thành quả cao. Giống như là vừa rồi mình cũng trình bày là trước đây thì mình con người mình nó xấu đến mức độ không tin nổi và nó bệnh rập nhiều lắm, nhưng sau khi tu thì nó lại trổ tướng, nó đổi tướng gọi là tướng tự tâm sanh. Rồi không uống một viên thuốc nào hết. Quý vị biết nay 6 mấy tuổi rồi mà không uống viên thuốc nữa, da hồng hào nữa, nó khỏe gì đó, nó khỏe mà ngày ăn có chút xíu cơ mà bữa ăn có lưng lưng hơn nửa chén chút thì ngày chưa được dồn đi lại có 2 chén cơm thôi, nhưng mà nó giữ được 70 mấy cái thịt này giữ hoài. Và đồng thời sau này chắc có lẽ tôi sẽ chia sẻ với quý vị một cái khóa để thanh lọc cơ thể và có thể nói là giữ mãi sức khỏe chúng ta cường tráng khỏe mạnh, không luôn bệnh đau, là thanh lọc cơ thể 7 ngày 7 đêm. Chỉ có biết uống nước và uống chanh mật ong, chúng ta nhịn đói hết thì chúng ta sẽ thấy được cái màu nhiệm của cái người tu. Trước đây mình có bị hẹp hai van tim, là bác sĩ Nghĩa bệnh viện Bái A bảo cho mình là bị kẹp, bị tim kẹp thì phải nông hai van này bằng giá trị là 190 triệu, lúc đó là 95 triệu một 95 triệu một van. Mà hai van là 180 triệu. Thì cuối cùng quay lại là mình quyết định đi theo trường sinh học, không nông thử coi sao. Thì mới có nửa tháng sau thì chúng ta đi, tôi đi lên tôi khám lại thì cuối cùng quay lại là nước huyết áp nó trở lại thành 12/8 bình thường. Còn trước đây là huyết áp là 10/8, 10/9, bị kẹp mà thấp. Và cuối cùng có nửa tháng thôi trở lại bình thường. Và 3 tháng sau tôi đi khám lại thì không còn hẹp nữa mà nó trở thành bình thường. Một cái màu nhiệm chưa từng thấy là khi vậy. Và lúc đó là tôi đã 7 ngày 7 đêm không ăn mà chỉ uống. Và sau khi tôi thanh lọc một đợt sau 3 tháng sau là 3 ngày 3 đêm không ăn không uống một giọt nước nào, thì trở về khám lại bình thường, không còn bệnh gì hết. Rồi, từ đó tới giờ không có uống viên thuốc nào cả. Ai gì đâu Phật. Bây giờ quý vị mình video này xin tạm khép lại, và tiếp theo sẽ đón tập tiếp theo. Sư bá sẽ chia sẻ một cái đoạn clip đặc biệt làm sao giữ được cái cơ thể là khỏe mạnh. Cái này là mình phải cần nghe. Rồi vậy thì sau cùng thì xin thân ái kính chào, chút nữa mình sẽ vào bên trong thành hậu sẽ mời quý vị mình vào bên trong, sẽ còn nhiều tiết mục rất đặc biệt, đặc sắc hơn nữa. Rồi chúng tôi thân ái kính chào và Nam Mô A Di Đà Phật.